Kính thưa quý vị thân mến và chương trình giao lưu ca nhạc, chúc mừng cho đôi bạn trẻ Hoàng Long và Cẩm Tú trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được bắt đầu trong ít phút. Một lần nữa thay mặt cho gia đình họ nhà trai và thay mặt cho đôi bạn trẻ, xin long trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng ghé về với địa chỉ thôn Hương Hòa, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh để cùng chào đón chương trình ca nhạc đặc biệt. Chúc mừng ngày phút dành cho đôi bạn trẻ Hoàng Long và Cẩm Tú ngày hôm nay. Và sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự của chúng tôi. Và kính thưa quý vị thân mến, và ban nhạc Xuân Thành của chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Và xin mời quý vị, chúng ta có thể đăng ký những ca khúc mà chúng ta yêu thích và tâm huyết nhất để cùng đến với đêm nhạc ngày hôm nay, thay cho những lời chúc mừng hạnh phúc tận sâu trái tim để gửi tới cho cô dâu và chú rể. Cầu chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc, trọn đời ái ân và sẽ sớm đâm chồi và đài lộc. Xin mời tất cả các quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình ngày hôm nay bằng những giọng ca tiếng hát là những ngôi sao ca trí đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như thành phố Vinh thân yêu của chúng ta. Thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ tất cả chúng tôi cũng đã sẵn sàng để chào đón những gương mặt thân ái của quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và mở đầu chương trình, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những bản nhạc hòa tấu bất diệt với thời gian với phần thể hiện của ban nhạc Xuân Thành.